Chào các bác nhé, em lại quay một video tiếp theo để gửi đến quý vị và các bạn một vườn lan của bạn Linh, tổ 14 phường Đồng Mai các bác nhé. Đây những cây lan quý bạn ấy mới ươm này các bác. Và đây cũng rất nhiều cây đang có hoa rồi, đang có lụ đấy các bác này. Các bác nhìn đến lụ chưa? Đang ra lụ. Ở đây thì nhiều cây bạn ấy mới nhân giống qua thôi. Cánh trắng, họng hồng, mũi hồng này. Đa số là phi điệp. Một mầm tách ra lên đang lên rất là nhiều. Mầm gốc rất là non. Đấy. Rất là nhiều. Bác nào thích giao lưu mà và đến đây ngắm lan thì hãy đến nhà bạn Linh, tổ 13 phường Đồng Mai nhé, tổ 14. Đây, một cây này cũng đang ra hoa các bạn, đang lụ, rất là nhiều lụ. Cũng như một cây rất là bé mà đã bị ngó hoa rồi. Một cây này đây có ba mầm gốc ra hoa rất là đẹp, rất sai lụ các bác nhá, lụ rất sai khi lở rất là đẹp. Cây này là quế xếp ở Linh ơi. Quế to nhỉ? Là to là giống ra giống ở đấy hay là to nhỉ? Kể cả phi điệp lá nhá, đã to thật. Đấy, một cây quế ấy, cây quế rất là khủng. Đấy. Quế xếp các bác nhá, lá rất là to, dày. Xếp rất là đẹp. Dễ ăn ra rất là nhiều rồi. Và đặc biệt ở đây này, các bác biết ở dưới những cái chậu như này này, đấy mình làm những chậu nước này để tạo độ ẩm cho cây nhé. Lan là ưa ẩm nên là có những cái chậu nước như này, độ ẩm cho cây rất là tốt cho cây. Và một cây này đây cũng đang ra mầm hoa rất là nhiều. Chỗ này nó ngược sáng ấy, nhìn hơi mờ, chỉ độ sáng thôi. Các bác nhìn đấy, đang đùn lách ra rất là nhiều mầm hoa nhé. Một cây lan đang ra rất là nhiều mầm. Đây, một tỏ lan rất là đẹp, cũng đang ra mầm hoa rất là nhiều.
Ở đây rất là nhiều giò ươm đang ra mầm gốc rất là nhiều, rất là xanh và đẹp quá anh em. Quác nào yêu thích lan này đến đây này, giao lưu này, để biết đây những cái cây cũng đang có hoa rồi, các bác biết luôn mặt hoa là như thế nào luôn này. Đây đang rất ra rất nhiều hoa. Một gốc rất là to, mầm rất là đẹp, rất xanh. Đây một gốc này ra rất là nhiều mầm giống các anh em. Ki giống rất là đẹp. Cây này rất là xanh đẹp. Nhiều cây rất là đẹp. Đây một gốc này, rất là sai hoa đó nhá, đang ra hoa. Mùa này mùa lan đang ra hoa. Và trong này có những cái giò kiếm, cái chậu kiếm nữa nhá. Đấy. Kiếm xanh, kiếm vàng các bạn. Giò kiếm. Hôm nay là trời là âm u và đang mưa các bạn ơi. Đặc biệt một giò này thì ra hoa, đang ra hoa rất là đẹp. Hơi tối mà. Đấy anh em là yêu cây thì đến đây giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau thì là rất là thích. Đặc biệt là mùa Covid này anh em cứ làm bàn trà này ngồi thưởng lãm rất là thích. Nhưng nói trước là chỉ được 4-5 người, 10 người là người ta bắt rồi nhé. Thôi em xin tạm dừng tại video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.